Chuyện gì vậy mẹ? Từ lúc con bình phục tới bây giờ, mẹ vẫn chưa hỏi con là con có còn giận mẹ không, về cái chuyện mẹ với con Linh đã từng vu khống để hại con Thi đó. Lúc ở bên Mỹ, khi biết được sự thật, con thực sự rất giận mẹ và Linh. Con cũng đã gọi điện trách mắng Linh. Con định sau khi từ Mỹ về, con sẽ nói chuyện nghiêm túc với mẹ. Nhưng lúc đó, biến cố ập tới với gia đình Thi nhiều hơn. Con biết mẹ làm tất cả mọi chuyện cũng vì mẹ muốn tốt cho con. Chỉ là suy nghĩ của con và mẹ quá khác nhau. Người mà mẹ với Linh cảm thấy có lỗi nhất là Thi, chứ không phải là con. Nhưng mà bây giờ nói gì thì cũng vô ích thôi. Thi mất rồi, còn vì phần con, sao mà con trách mẹ hoài được. Thật lòng, khi con Thi mất, mẹ thấy áy náy trong lòng lắm. Bởi vì dù mẹ không thích nó, nhưng mà mẹ cũng có lỗi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đã là quá khứ rồi, không thể quay lại được nữa. Việc mẹ muốn nói với con, đó là số tài sản mà con Thi nó để lại. Con là người thừa kế hợp pháp, nhưng mà bây giờ tình hình của Đại Dương đang rất khó khăn. Mẹ cũng không ham gì tài sản của người khác. Nhưng bây giờ, đây là cách giải quyết duy nhất con à. Mẹ không ép buộc con. Tất cả mọi chuyện mẹ tôn trọng quyết định của con. Anh hai, em biết là anh cũng không có màng gì tới số tài sản kia. Nhưng mà nếu anh không nhận, thì không lẽ cứ bỏ không ở đó. Chuyện này con sẽ suy nghĩ cách để giải quyết ổn thỏa. Mẹ với em yên tâm đi. Lâm à, còn một chuyện nữa. Đó là chuyện của con Linh. Dù con Linh nó có sai phạm ở công ty, nhưng mà dù sao mình cũng là người nhà mà con. Gia đình mình nợ con Linh, nên mẹ nghĩ con đừng có quá mạnh tay với nó được không con? Con biết rồi. Mẹ, Thi, hôm nay con xin phép mẹ với Thi cho con được sử dụng số tài sản thừa kế. Hiện tại Đại Dương đang gặp khó khăn, con xin mượn số tiền đó đi góp vốn cho công ty. Con sẽ thành lập quỹ từ thiện tên Qua Bất Tử. Quỹ này sẽ hoạt động dựa trên lợi nhuận từ số cổ phần đó. Khi nào Đại Dương ổn định, con hứa sẽ hoàn trả hết tất cả số vốn này cho quỹ từ thiện. Mẹ, con đã nhờ luật sư tiến hành các thủ tục góp vốn cho công ty. Sắp tới anh sẽ thay đổi lại toàn bộ nhân sự của công ty. Anh muốn hỏi ý kiến của hai đứa trước. Em có muốn tiếp tục ở lại làm việc cho công ty không? Dạ, em vừa muốn ở lại để giúp anh hai. Nhưng mà em biết là năng lực của em hạn chế, với lại em cũng không phù hợp với việc kinh doanh. Anh biết là hồi trước em thay anh gánh vác mọi chuyện, nhưng mà bây giờ anh về rồi, em cứ làm việc mẹ em yêu thích đi, như vậy sẽ tốt hơn cho em. Dạ, em cảm ơn anh hai. Để cải tổ lại toàn bộ công ty, anh nghĩ là mình cần xử lý minh bạch tất cả những nhân sự có liên quan. Dạ anh Lâm, bên Hito họ báo lại với em, họ sẽ không khởi kiện. Họ cũng sẽ điều chỉnh lại một số điều khoản để tiếp tục lại hợp đồng ban đầu. Coi như là em cũng đỡ áy náy được phần nào. Nhưng mà em biết anh thật sự rất khó xử. Anh Lâm, em sẽ viết đơn xin từ chức. Kỳ Lâm, mẹ yên tâm đi. Anh biết là em đã nhận ra bài học của mình. Anh sẽ thay em sắp xếp mọi chuyện. Hiện tại sao mai vẫn chưa hoàn tất thủ tục để giải thể. Em sẽ thay anh tiếp quản sao mai, để tiếp tục thực hiện những kế hoạch mà anh đã dạch ra. Khi nào sao mai có khởi sắc, mọi chuyện ổn định, anh sẽ có lý do để khôi phục chức phó giám đốc cho em. Cảm ơn anh. Anh không những không giận em, mà lại còn sắp xếp chu đáo mọi thứ cho em nữa. Đừng có cảm ơn anh, mình là người nhà mà.
Quá khứ, cứ để quá khứ khép lại đi. Em chỉ cần biết sai mà sửa là được. Anh Lâm, em nhắc lại một chuyện em đã nói trước với anh. Sau Mai đã bán lại cho Emerald, giao khu đất Hải Âu lại cho Thành Tính. Em còn nghe được một tin, cô Phượng đang liên lạc lại với anh Hoàng, thuyết phục ảnh đầu tư vào Thành Tính. Anh phải cẩn thận. Anh sẽ có cách giải quyết với Phượng. Dạ. Tình yêu bất tử, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.